15 câu đố mẹo vui ngắn mới lạ khiến bạn nhăn não. Câu hỏi số 1. Trong tất cả các loại tiền thì tiền gì biết đi? Đáp án là tiền đạo. Câu hỏi số 2. Con gì không đầu, không cổ, mắt ở trên thân? Đáp án: con cua. Câu hỏi số 3. Con gì mới sinh ra đã béo? Đáp án: con cá mập. Câu hỏi số 4. Con gì vỗ cánh bay nhanh nhưng không đẻ trứng đẻ thành con ngay? Là con gì? Là con rơi. Câu hỏi số 5. Trên trái đất, hướng nào có nhiều đàn ông nhất? Hướng đông nam. Câu hỏi số 6. Đi mà không đi là đi đâu? Là đi ngủ. Câu hỏi số 7. Cái gì có răng mà không có miệng? Là cái cưa. Câu hỏi số 8. Đầu là sắt, đuôi là gỗ, không có nó, củi không thành, là cái gì? Là cái búa. Câu hỏi số 9. Vuông vuông cửa đóng hai đầu, 100 thằng chẹt lần hồi chui ra. Thằng nào không mũ thì tha, thằng nào có mũ đem ra đốt đầu. Là gì? Là bao diêm. Câu hỏi số 10. Con gì có nhiều đầu nhất trên thế giới?
con đường. Câu hỏi số 11. Cây gì càng sống lâu càng xuống thấp? Cây nến. Câu hỏi số 12. Con gì có đầu có lòng mà không có mồm? Là con đường. Câu hỏi số 13. Con gì có đầu, có lông mà không có chân? Gợi ý: con này có trên cơ thể mỗi người chúng ta. Con mắt. Câu hỏi số 14. Cái gì có đầu lại thấp hơn khi không có đầu? Đáp án: cái gối. Câu hỏi số 15. Cái gì càng thổi thì càng xẹp? Cái gì càng thổi thì càng xẹp? Cái gì càng thổi thì càng xẹp? Hãy cho đáp án của bạn ở cuối video này nhé. Xin cảm ơn các bạn. Cái gì càng thổi thì càng xẹp? Cái gì càng thổi thì càng xẹp? Cái gì càng thổi thì càng xẹp? Cái gì càng thổi thì càng xẹp?